tí nữa mẹ chọc cái gầm được không? Gầm gầm biết gì rồi, đứng lên đứng xuống đi, đứng xuống mới đẹp chứ. Rồi không là mẹ biết gì ai chụp không đó, con có đẹp không cho gì á. Ông ngoại từ từ quay nha, quay nãy giờ hả? Đi ra ngoài đi con.